Thì đưa lên được bố. Bố có dụng là ao ao bố thì cũng có dầm ngủ. Rồi thì giá trời còn mùa thái dơ phải bảo. Phải dọa bảo thôi. Rồi là phải nha bấy. Chỉ có những cái bạc không lắm là nha gậy, nha tập. Và với đến cả mô và trên xã thì tôi cũng có quan tâm để thăm hỏi cũng như cái chứ còn tăng bạc ra để mà phụ nữa rồi cũng như thôn xóm và cháu mới cũng tôn được được lại làm ăn. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.